Shophouse Zaikai Thập Nhị, dự án nằm trong khu đô thị Zaikai Nhà Bè thuộc phân khu Zai River County 1. Thuộc tính thương mại, vừa ở vừa kinh doanh nên đây được xem là sản phẩm shophouse hút khách hàng nhất trên thị trường. Căn shophouse tọa lạc tại vị trí mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ nên rất tiện lợi cho việc kinh doanh mua bán và làm văn phòng. Diện tích của căn shophouse mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay là 7 x 18m, tổng là 126m2 với xây dựng 1 trệt, 3 lầu áp mái. Hoàn thiện bên ngoài, bên trong giao thô nên do đó quý anh chị có thể tự decor, trang trí theo ý thích của riêng mình. Đường trước nhà 60m và kèm theo con đường tự mở 12m. Vỉa hè khá rộng rãi nên rất tiện lợi cho việc đỗ xe, mua sắm, shopping. Hướng căn nhà là hướng đông nên không ảnh hưởng trực tiếp ánh nắng của mặt trời. Và bên cạnh đó, những thương hiệu đầu tư xây dựng nên dự án cũng rất uy tín và nổi tiếng. Có thể kể đến như là đơn vị xây dựng Hòa Bình, phần móng của Đông Dương, kiến trúc cảnh quan nội thất căn nhà phố là thiết kế của ONG, NONG đến từ Singapore. Mỗi căn shophouse đều được thiết kế và bố trí hợp lý, tạo nên những khu phố thương mại sầm uất và một cộng đồng cư dân đẳng cấp. Tương lai, đây sẽ là khu trung tâm thương mại sầm uất nhất của dự án Zaikai Nhà Bè. Và đây cũng được xem là mẫu thiết kế chuẩn với công năng đáp ứng được nhu cầu kinh doanh đa ngành nghề. Đây còn là khu đô thị hội tụ các cư dân ưu tú, cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện, năng động và đảm bảo an ninh tuyệt đối. Và được đánh giá là khu đô thị lớn nhất, hiện đại nhất Nhà Bè. Nơi đây đã được tích hợp nhiều tiện ích sinh thái tuyệt vời và kiến tạo nên một không gian sống đúng chuẩn dành cho quý khách hàng mà không cần phải di chuyển đi đâu xa. Hệ thống công nghệ cao cũng sẽ được áp dụng cho việc quản lý và vận hành, sẽ tạo được sự an tâm trong vấn đề về chất lượng và tiện nghi cho quý khách hàng. Bên cạnh đó, dự án còn có những tiện ích nội khu, ví dụ như khu vực bãi biển The Lounge bao gồm có nhà hàng, cà phê, spa, hồ nước mặn hay khu vực thưởng trà. Hay là khu quảng trường, bao gồm khu tổ chức sự kiện tiệc cưới, khu tập yoga, khu vui chơi trẻ em, khu vực đài phun nước, phòng tập gym, khu vực đọc sách hay khu thác nước. Và bất động sản ngày hôm nay mà chúng tôi giới thiệu đến quý anh chị chính là bất động sản đang cần bán. Do đó, nếu quý anh chị muốn biết thêm thông tin về bất động sản này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới.